danh sách 10 sự kiện ICT Việt Nam 2020 của Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam. Từ đề cử của các thành viên câu lạc bộ, ban chủ nhiệm đã tiến hành chấm điểm. Sau đây là kết quả bình chọn 10 sự kiện công nghệ thông tin viễn thông Việt Nam năm 2020 do Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam bình chọn. 10. Việt Nam đưa ra chương trình smartphone giá rẻ. 9. Apple chuyển sản xuất sang Việt Nam. 8. Lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam họp trực tuyến. 7. Lần đầu tiên công bố giải thưởng Make in Việt Nam, vinh danh các doanh nghiệp chuyển đổi số trong nước. 6. Bùng nổ học online trên truyền hình và các nền tảng học trực tuyến. 5. Thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị Make in Việt Nam. 4. Chính phủ ra nghị định 91 chặn cuộc gọi rác, tin nhắn rác và email rác. 3. Nhiều ứng dụng Make in Việt Nam giúp phòng chống, hỗ trợ điều trị và truy vết COVID-19. 2. Cấp phép thử nghiệm 5G. 1. Việt Nam đưa ra chiến lược chuyển đổi số.